Hello, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn chơi một tựa game, đó chính là tựa game Fight in to the Death trên Sledge ra Việt Nam Mít là chiến đấu cho đến chết. Ok. Trước khi vào hướng dẫn thì mình để cái giọng đọc của mình hơi chậm lại đã. Đây, để 45 được rồi. Cái file mình đưa cho các bạn sẽ là file in. Mình đưa hai link, một link tải là của OneDrive, mình lưu trên OneDrive. Còn một link là link down trực tiếp. Nếu như link down trực tiếp sẽ là file nén fb.zip. Còn file của mình sẽ là file in to the death for Vinny, tức là chiến đấu cho đến chết của Vinit. Đây là của nhà do Vinit cùng với một vài người khác trong nhà phát triển DB Production phát triển ra game này. Rồi, chúng ta sẽ vào game. Thì các bạn giải nén ra là sẽ có 6 file sau. Đây. Đây là file đầu tiên. File 6 là file âm thanh GAT. Thì tất nhiên chúng ta sẽ chạy file AI lên. Lần thiết lập này hơi bị nhùng nhằng nên các bạn hãy tập trung nghe nhé. Mình sẽ chạy file end.exe. Đây, nào báo cái này nha các bạn nghe lại này. Đây là cái tiếng Pháp, nó chỉ là tiếng Anh, chúng ta sẽ nghe không hiểu. Nhưng mà các bạn cứ ok này nha. Đó là các bạn ok. Đây, nó hỏi user, tức là ngôn ngữ. Bước này các bạn phải chọn ngôn ngữ nhé. Các bạn hãy chọn ngôn ngữ English ở bước này. Đây, English đây. Cái bước này là bước nó hỏi bạn có muốn sử dụng SAPI hay không. Bạn hãy chọn no. DB Production presents Fighting for Death. Đây là demo của game. Bước này nó hỏi các bạn có muốn lên web hay không. Các bạn cứ chọn no. Rồi, chúng ta đã vào được game. Nhạc quá to thì các bạn có thể bấm file up, file down để tăng giảm nhạc. Bây giờ mình sẽ file down giảm nhạc và nhạc xuống. Ok. Mình sẽ lướt vào các mục menu. Kết nối. Thử loa. Đăng nhập tài khoản đã có sẵn. Tạo tài khoản mới. Cài đặt. Kiểm tra cập nhật. Start game. Rồi. Thì nếu như với những người mới thì các bạn hãy chọn vào Renew Account. Bây giờ mình sẽ thử loa để nghe xem loa chúng ta đã đúng chưa. Thay speaker. Left. Right. Main menu. Ok, đó là ra có rõ ràng rồi. Thì mình sẽ lướt qua một chút menu. Mình hướng dẫn cho các bạn nha. Setting. Option menu, select option. Global settings. Logo setting, mình sẽ vào đây. Global settings. Enable ICTR issues. Đây là bật control phải khi chúng ta chiến đấu, thì chúng ta bật control phải lên là sẽ chiến đấu này. No starting disabled mode with Windows. Cái này mình cũng không hiểu rõ lắm này. Enable confirmation to exit. Đây, đây khi các bạn bật và tắt cái này. Nếu như các bạn tắt thì các bạn bấm escape, nó sẽ tắt game luôn. Escape nhá. Còn khi các bạn bật thì các bạn escape nó sẽ hỏi bạn có muốn ra hay không. Thì như mình đang bật. Disable warning when the character connects or disconnects. Đây là tắt bật thông báo có người kết nối hoặc không kết nối. Cái này mình vẫn chưa hiểu lắm, mình không có tìm hiểu mấy cái này nhiều. Start mode. Cái này là để chuyện giữa giọng SAPI và giọng E của NVIDIA. Bây giờ mình sẽ enter vào đây. Modo vote safe activated. Ok, thế là mình đã bị sử dụng giọng SAPI. Bây giờ mình xuống mình tìm start mode lại. No and disable sad mode. Được rồi, chúng ta được quay trở lại với Disable warning when the character disabled mode. Start mode. Disable screen reader interruption. Enable search for updates at startup.
Disable stream mirror interruption. Đây, cái này mình không hiểu đây. Disable search for updates at startup. Go back. Rồi, thì coi như phần này là hơi sơ qua đi. Options menu, select option. Tôi sẽ sang phần 2. Profile settings. Profile setting. Enter vào đây. Profile settings. Select the voice. Select the voice. Chọn giọng đọc trong game. Lưu ý, cái giọng đọc này là cái giọng đọc mà khi các bạn bị đánh hay là các bạn dùng tính năng giọng đọc có sẵn của game. Nó sẽ nói. Bây giờ mình sẽ enter vào đây. Select the voice. Guerreiro. Ruby. Motoqueiro fantasma. Muito bem, xuống này chọn nè các bạn. Smooth. Zoho. Princesita. Johanna. Nếu như mà các bạn chọn gái thì khi các bạn bị đánh nó sẽ có tính con gái đấy. Darien. Corona. Rồi. Roski. Đâu phải. Bây giờ mình sẽ chọn một cái giọng nào đó đi. Ruby. Motoqueiro. Smooth. Đây, mình chọn cái giọng smooth này. Enter. Profile settings. Select voice. Disable dead warnings. Disable dead warning. Là tắt hoặc bật thông báo khi có người chết. Disable level sound. Sao này. Cái này là tắt bật cái gì mà tải bộ sao á. Hearing buttons. Hearing to other player steps. Disable options. Disable option. Khi các bật cái này, có người đấu giá một món đồ gì đó thì các bạn sẽ được nghe. Còn khi các bạn tắt nó đi ấy, thì khi có người đấu giá thì mình sẽ không nhận được thông báo nữa. Chứ các bạn khi mình hơi bị hò nhé. Go back. Phát. Options menu. Select global settings. Profile. Select the language file. Select the language file. Tức là chọn ngôn ngữ chiến đấu. Thì chúng ta để lấy sẵn rồi. Go back. Go back. Ok. Menu. Bây giờ mình sẽ vào create new account để tạo một tài khoản mới. Và hướng dẫn các bạn chơi Fight to the Dead. Ok nha. Connect set character. Create a new account. Please enter the name of your new character. Spaces are not allowed. Nhập tên và không được có giao cách. Mình sẽ tạo một nick tên là Naruto. Naruto. Please type your email address. Nhập Gmail. Hãy nhập Gmail là của mình. Hi. Ok. Please enter the password for this character. Spaces are not allowed. This must have a new character. Nhập phải có chữ lẫn số và không giao cách. Mình sẽ nhập mật khẩu của mình. Ok. Chúng ta enter. Woman. Woman. Nữ. Man. Man. Nam. Woman. Thì bước này chúng ta sẽ chọn là man. Man. Connecting. Contact the icon successful. Push enter to follow overseas. Đó. Tạo tài khoản thành công. Enter để kết nối. Before we continue, we will find the version 1.0. Type slash. Thì các bạn vừa vào game thì các bạn sẽ được đứng ở cái map. Cái này ấy, thì các bạn cần phải xác nhận và các bạn đồng ý với những quyền của game thì game nó mới cho chơi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xác nhận nhé. Rồi. Các lệnh các bạn cần nhập là ấn 2 lần dấu gạch chéo dấu trên ạ. R U L E S Set rule. Set rule. Enter 2 lần. Mình sẽ connect lại, ikep nó thay game rồi. F1 kiểm tra server chạy được bao nhiêu ngày. The server has been running for 17 hours, 59 minutes, 29 seconds. Chạy được 17 tiếng thôi. F2 kiểm tra đen trong ngày. M3 kiểm tra tốc độ phanh. Mình sẽ connect lại, ikep. F4 để check những người đang có trong map này. Lưu ý nha, chỉ được có trong map thôi. Panzer. Đây là Panzer. Mình sẽ enter vào tên của Panzer. Dragon Panzer. Bấm chữ O để nghe Panzer đang ở đâu. Right feet at bus zero. Ok. Tức là bên phải 3 bước và độ cao là 0. F5 killer. Để chọn những tên người đang ở trong game. Phantom. Killer. Bây giờ mình giả sử đứng ở tên Killer. Thì khi mà các bạn đứng ở tên Killer, F1 killer is more likely to see. Để kiểm tra xem người đó đang ở map đâu. Killer is level 331 and is a bad mercenary. F2 kiểm tra level. Killer bomb 97 people. About để kiểm tra người ấy giết bao nhiêu dân. Killer is no chat English. F4 đã để kiểm tra người đấy đang ở kênh chat nào. Enter để gửi tiếng riêng cho người ấy. Type your message to killer. Hi bro. PM to killer, hi bro. Đó. Killer. F6. Select the chat option. Chọn chat. Bây giờ mình sẽ chọn vào English. Persian. Portuguese. Khi các bạn vừa vào game các bạn phải chọn về English nhá. Vì bằng mặc định nó để cho các bạn ở Portuguese. Francis. Espanol. English. Portuguese. Sẽ enter vào English. Rồi, English 2. Hi. Soldier 0 said hi. Private message from killer, hi.
F8 sẽ bật tắt tính năng có tiếng pit hay không. Lúc các đoàn game sẽ tắt và chúng ta cần phải bật lên. Speed turned on. Game option menu select option. Game 10 là để chọn vào game option. Đây, khi có cái tiếng này là đã có người lên level. Change password. Change password, đổi mật khẩu. Enable screen reader. Disable screen reader interruption. Go back. Đó, cái này nó cũng nhiều như là trong cái thôi. Chữ H để kiểm tra giờ. Nhưng các bạn chỉ cần phải có đồng hồ. Chữ G cộng với mũi tên để dò đường, nhưng chỉ được áp dụng trong một vài map. Chữ S để kiểm tra máu. 25,000 trên 25,000. Chữ V để kiểm tra level. Chữ B để kiểm tra mấy đang đứng ở trên nơi nào. Rồi, chữ Y ngắn đem vào ba lô. Khi điểm ba lô, bấm mũi tên trái phải để chọn các mục weapon, vũ khí, ammo, đạn, box, quần áo, thức ăn, tài liệu, những vật yêu thích, những xác chết của boss, tất cả item. Ở đây, khi các bạn muốn sử dụng các item thì các bạn bấm khoảng trắng. Giả sử bây giờ mình muốn sử dụng một khẩu súng. Xin chào một khẩu súng như AK-30 đi. Đó, khoảng trắng vào nó. X kép ra khỏi ba lô. Bấm chữ R để nạp đạn. Bấm chữ X để kiểm tra tổng số đạn trong súng. Bấm Shift cộng X để kiểm tra xem chúng ta đang có tổng số đạn bao nhiêu. Đó. Bấm chữ T một vài súng thôi. Để tắt bật âm thanh để bật mấy cái như kiểu là đồ giảm thanh ấy. Như chỉ áp dụng cho một vài súng thôi nhé. Cần chân trái để chiến đấu. Ở đây, các bạn muốn biết tất cả các lệnh của game thì các bạn hãy nhập cho mình là trên H E L P Enter để đọc tất cả các lệnh. Các lệnh để áp dụng của game. Đó, cái này thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn dễ đọc nhé. Shift cộng F1 để bật tắt chế độ AFK. Shift cộng F2 để chúng ta bật cắt chế độ hòa bình. Hòa bình, nếu như các bạn là hòa bình thì các bạn sẽ không thể bắn được người khác và người khác có thể bắn bạn. Còn khi các bạn không ở chế độ hòa bình thì các bạn có thể bắn người khác và người khác cũng có thể bắn bạn nha. Bây giờ mình sẽ vào ba lô, mình tìm một khẩu súng nào đó đi. Rồi, Zuka, mình đọc đạn vào. Ở đây các bạn cần phải khi các bạn vừa vào game ấy thì game nó sẽ tặng cho các bạn là Fendi Water Pack là có 1000. Cái này có tác dụng là để di chuyển được các bạn nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ bung ra 1000 cái thì mình sẽ không bung hết nhé, mình sẽ bung ra một ít thôi. Teleporter status 970. Ok. Teleporter 107. Đây. Mình sẽ bấm khoảng trắng vào teleporter. Bây giờ cầu chúng ta chọn địa điểm. Estola. Estola. Ba. Bây giờ mình vào shopping. Để kiểm tra có bao nhiêu người đang online trong game, các bạn bấm Shift cộng dấu trên. 4 online, 2 người ở đây, 2 người ở nơi khác. Khi các bạn vào shopping, các bạn hãy coi bên phải. Chúng ta thấy một cánh cửa, enter để mở nó ra. Mo. Mình sẽ tìm được cầu thang máy. Cửa của thang máy, enter. Trên trên. Rồi. Mình sẽ đi để hướng dẫn các bạn một vài thứ nha. Khi các bạn vào đây này, thì các bạn sang phải sẽ có 3 cửa hàng, một cửa hàng thử nghiệm, một cửa hàng bán ngọc, một cửa hàng bán vũ khí. Và sang phải tiếp sẽ có 2 cái nhà vệ sinh. Bên này thì game hơi chân thật, các bạn cần phải ăn và cần phải đi vệ sinh nhé. Bây giờ mình sẽ vào main bathroom là vệ sinh dòng thứ 3. What option này, đây là chỗ để chúng ta rửa tay và rửa mặt. Cái chỗ này để chúng ta tắm và làm đẹp. Đây, đây là bồn cầu.
chúng ta muốn vệ sinh thì phải làm sao? Thì các bạn đứng ở bồn cầu này, các bạn bấm chữ E để bật cái nắp bồn cầu lên. Khi bật lên rồi, bấm chữ E một lần nữa để đóng nó xuống. Và Enter để xả cầu. Bây giờ mình sẽ bật nó lên. Mình sẽ bấm chữ Q để ngồi xuống. Khi chúng ta ngồi xuống rồi, chữ E tác dụng của nó chính là ị. Rồi, ị nào. Đây. Nhưng mình chưa ăn gì nên là mình sẽ không thể ị. Bây giờ mình sẽ sang bên này một chút để tránh cái bồn cầu để ăn. À, xin lỗi các bạn khi mình phải ăn trong bồn cầu nhé. Ồ, mình không có gì để ăn luôn. À, đó là bước khi các bạn đứng ở chỗ chỗ rửa mặt này. Các bạn muốn chữ E để rửa tay. À, nó đang rửa đây. À. Các bạn bấm cái dấu ở bên phải cái chữ L để chọn các hiệu ứng. Đây. Cái dấu này mình không biết là tiếng Việt đọc sao nữa. Các bạn bấm F cộng các mũi tên để các bạn nói như câu nói game có sẵn. F mũi tên lên. Em mũi tên phải này. Você morreu tão fácil que eu nem vou contar o que aconteceu. Em mũi tên xuống này. Você é muito fraco e por esse motivo vou morrer agora mesmo. Em mũi tên trái này. Falei que morrer, isso que dá ser fraco. Se ferrou. Đó. Thì để làm sao để có đồng hồ, mình sẽ dùng sub. Mà các bạn vẫn phải ra để tìm quán bar. Nhưng mình sẽ dùng cái này video nhanh. Vì đây là video nhé. Mình sẽ đợi quán bar. Rồi, chúng ta lên quán bar. Đấy, ở đây bạn thấy tiếng đồ này. Đấy, nhặt ở quán Lost một cái đồng hồ rồi. Thì các bạn phải vào ba lô. Rồi, các bạn tìm đến đồng hồ. Đấy, các bạn bấm khoảng trắng để đeo đồng hồ lên. Rồi, bấm chữ H để kiểm tra bao nhiêu giờ. 19 giờ. Đấy, ok. Rồi, chúng ta đã nhận được đồng hồ. Anh hành, bây giờ chúng ta sẽ quay lại xe zoom để hướng dẫn từ xe zoom. Mình sẽ quay lại xe zoom và hướng dẫn từ xe zoom nha. Ở đây về xe zoom nó hơi rắc rối một chút, mong tất cả các bạn thông cảm. Rồi. Đây, chúng ta là xe zoom. Thì các bạn sang ở xe zoom này ấy, nó sẽ cho các bạn là chiến đấu ở trên mái nhà. Đây, group là mái nhà thì nó sẽ cho các bạn chiến đấu ở đây. Nhưng nếu như các bạn xuống dưới thì các bạn sẽ không thể chiến đấu. Group này. Đấy, để lên đây thì các bạn hãy sang bên trái cỡ, nó có một cái cầu thang để lên xuống. Đây, bên phải. Đây là chiến đấu trường, em ấn Enter để vào. Đây là cầu thang máy bên này. Đó. Bây giờ mình sẽ sang bên phải. Để đến CT, City là thành phố. Enter. Ở game này hơi chân thật một chút. Các bạn bấm chữ P để kiểm tra xem các bạn có mặc gì trên người không. Đó, bạn không mặc gì. Chúng ta cần phải mặc quần áo vào. Mũi tên lên. Mình sẽ vào ba lô và tìm đến một quần áo. Ở cạnh mũi tên trái phải. Đây, mình sẽ mặc hết tất cả những cái đây nha. Quả chất này mặc này. Nó đeo cái vòng tay vào. Cái này vào luôn. Các bạn nghe tiếng mặc không? Bây giờ mình sẽ mặc này. Đó, nó mặc cả. Đây. Rất tuyệt vời. Đang mặc rồi. Ok. Rồi, mình sẽ bấm chữ P lại. Khi nó mặc, mình mặc cái gì xong nó sẽ đọc người bên cạnh mình đang mặc gì. Bây giờ mình sẽ rút súng ra và ra bên bắn mấy cái con ở ngoài bên. Khi mà lấy đồ các bạn đã khỏi trang để nhặt đồ nhá. Ổn quá. Level 19 luôn. Thì khi các bạn mua đồ rồi, đấy, bây giờ mình sẽ vào shopping để hướng dẫn các bạn cách mua đồ. Bên này có rất là nhiều map nhé các bạn. Khi các bạn ở một cửa hàng nào đó mà các bạn muốn mua một món đồ, các bạn hãy bấm chữ L. L nhé, L. Ok, chữ này này.
Large area containing shops. Bây giờ mình sẽ vào cửa hàng. This store is large area containing shops. Đây là cửa hàng bán đạn và súng. Mai 20 release. Mai 28 đây ơi. Time bomb 100 release. Remote bomb 200. Missile delete. Max bomb 2. Missile delete auto 200 release. Max bomb 200. Fire bomb 250 release. M4 200 release. M5 M14 14. M16 20. M2 20. M16 35. M1 48. M-Laser 5000 release. Missile 15 release. Đấy, sẽ nhấn một cái này đi. Thì mình sẽ enter vào nó. How much do you want missile? Rồi mình nhập số liệu mình cần mua. 0, 20,000. All items. Release 999,700,000. Thì ở đây khi các bạn vào game, game sẽ cho các bạn 1 tỷ RA và 5 triệu coin. Coin thì các bạn có thể bắn bot để kiếm. Thì khi bạn bắn bot để kiếm, các bạn có thể dùng coin để đổi sang RA. Chúng ta phải làm cách nào? Bây giờ mình sẽ ra khỏi cửa hàng. Đó là cách mua đồ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra khỏi cửa hàng. Nên như các bạn mua thức ăn thì các bạn cũng ấn L khi các bạn đứng ở bus boot to nha. Để ra khỏi cửa hàng này. Con này nó gọi theo cái kiểu mà những anh trẻ trâu thì nó là một con cờ hó. Nó cười cái gì vậy? Đây, ở đây có bát bút to này. Xem vào đỉnh mùa này. Rồi. Đồ gì đây quá trời. Toàn đồng hồ. Ok. Mới chết tìm để nó vào ăn. Nhưng chứ mình phải ra khỏi đây đã. Thì có vài cái nhạc này mình sợ nó bị bản quyền các bạn. Rồi trước thì nó dựa cho bác bố khoảng trắng để ăn. Nó đang nhai đấy, các bạn thấy như nó nhai không? Có này con chó à? Có này heo? Có này heo? Chết thì con đĩ chó. Oh, ai tập đây? Các bạn nghe được cái thông báo là Phu tức là chúng ta đã no. Muốn ăn thêm chúng ta phải đi ỉa. Mình nói là kiểu Việt Nam là chúng ta phải đi vệ sinh để chúng ta mới có thể ăn tiếp được. Rồi mình sẽ tìm cái chỗ để đổi ở đây có một đọc báo nhé. Khi các bạn có một tờ báo, đây cái tờ báo này. Newspaper, đây là báo. Các bạn bấm Ctrl cộng Enter để đọc nó. Mình chả hiểu có mẹ gì, nên đéo cả đọc. Đây, các bạn nghe lại câu này nhá. Đây là chỗ để chúng ta đổi tiền. Enter vào đây. Chúng ta sẽ qua phải. Service desk. Service desk đây. Enter vào đây. What do you want to exchange? Coins release. Coin sang GA. Release the coins. GA sang coin. Bây giờ mình sẽ đổi 5 triệu coin của mình sang GA luôn nhé. Go back. Coins release. Tí nữa mình sẽ bắn bot lọc bỏ lại à. 5, 0, 50, 50 million. 0. Rồi, chúng ta kiểm tra lại số GA. Release 999,700,000. Chúng ta đã có GA. Chúng ta vẫn chữ C không còn coin rồi đúng không? Để tiện cho việc hướng dẫn, mình sẽ sử dụng nick của mình vào game. Nick chính của mình nó chỉ là nick để chủ. Vẽ đặt đọc chữ này nhá, để mình tiện đường đăng nhập. Bởi vì dù thế nào thì chúng ta cũng phải có những vào mặt riêng thôi. Character, create new account. Mình sẽ vào đây nhập. Mình đang đăng nhập nha các bạn. Rồi. Thành công. Mình ta sẽ bấm vào login. Connect. Connect. Connect to the server. Rồi. Các bạn nghe thấy cái tiếng này. Các bạn nghe thấy tiếng rùi mũi không? Đây là chúng ta đang ở map dev. Mình đang ở level 1020. Alright.
siento de desajo, no me voy a tener que bajar. So go back to the safe zone, press enter. You go through the entire... ¡Asshole! ¿Qué le hago, llevar? O come con soca, bar. Me mata el forma. Bom Dot là khi các bạn phóng cái này vào người khác, người khác sẽ bị đứng im. Cách sử dụng cái đó thì các bạn hãy bấm xóa lùi. Rồi. Poison Dot là cái này khi bạn phóng người ra thì máu người ta sẽ mất dần dần nhé. Enter để mà sử dụng nè. Ok, mình đã giật, bây giờ mình đã phóng cái đó là mọi người khác này. Đây các bạn nghe tiếng, đây là tiếng chúng nha. Mình mới nhổ cái này mọi người đó. Ở phần xếp nha. Rồi, mình là ba lô, bấm chế F một cái. Cảm ơn tiên xuống. F xếp cái remote gun control, bấm phần trắng để kích hoạt. Messing này nó nổ này. I know. Mà chết nổ luôn này. Ok, mà chết rồi. Những gì mình hướng dẫn là cụ thể thì các bạn hãy tự trải nghiệm nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy đừng quên cho mình một like và ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ ấn exit. Bây giờ mình sẽ vào phần setting để mình tắt cái mục ấn kép cái nữa. Mình phải bật hỏi lên nhớ lâu nhớ lúc mình bấm nhầm ấn kép các bạn. Để mình sẽ tắt. Rồi mình sẽ kết thúc video luôn. Options menu, global settings. Global settings, most enable confirmation, most starting video, enable confirmation, exit. Global settings, go back. Options menu, go back. Ok. Main menu, exit. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu như video này có gì mà các bạn không hiểu rõ thì hãy nhắn tin cho mình với đường link mình để ở dưới phần mô tả nhé. Còn về cái phần nhận tất cả những lệnh trong cái game mình cũng để dưới phần mô tả luôn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Link tải của game thì mình cũng đã để dưới phần mô tả rồi. Cả link OneDrive với lại cả link của trong game chính nữa. Rồi, chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.